tại thể thao trong nước lúc này thì người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi tới ngày khai màn của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen năm 2018. Còn với các vận động viên của nước chủ nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, bên cạnh việc chờ đợi tới ngày có thể phô diễn tài năng thì các cô gái của chúng ta cũng rất muốn thể hiện sự hiếu khách của mình. Và mới đây thì chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã thay mặt cho toàn đội gửi lời chào tới các đội bóng tham dự giải đấu năm nay. Hello everyone, welcome to Vietnam. I'm very happy that you guys will come in and play VTV Cup. I hope you will enjoy your time in Vietnam. See you and good luck. Bye bye.